Đây nè mấy bạn, ở đây là mặt trước của cái thánh đường Hồi giáo ha. Mình nghe mấy chú kia nói á, là cái đường này á là được xây dựng năm 1929, nhưng á, nó đã trải qua á, là ba lần tu sửa nha mấy bạn. Ban đầu á, thì mình nghe nói á, là thánh đường nó bằng cây, nhưng mà sau đó đó là xây lại bằng đá như vậy, bằng gạch đá như vậy ha. Rồi á là khi mà khánh thành cái thánh đường này nè các bạn, khi mà khánh thành cái thánh đường này lại rồi ha, thì ở lúc đó là có rất là nhiều nước đi vô đây ngay cái thánh đường này luôn. Là hai cái mình nghe kể là hai cái bên đường của mặt trước mặt sau á, là cứng xe du lịch luôn nha các bạn, cứng xe mà loại xe 52 chỗ á. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để mà tiến vào cái thánh đường. Ủa cái tháp này là sao chú? Cái như là mình xây dựng cái tháp này để mà thờ cúng hay là sao? Nó có ý nghĩa gì là biểu tượng của Hồi giáo. Ồ, thế giới luôn chứ không phải chỉ đi Việt Nam mình. Cái tháp này là mình thấy hình tháp này là biểu tượng của Hồi giáo. Hình tháp này là biểu tượng Hồi giáo hả chú? Hồi giáo. Dạ. Rồi mấy bạn thấy không mấy bạn? Tháp này năm 1929 đó, nó là cổ nha. Xây dựng năm 1929 luôn. Bồn này kia là chắc mấy cậu cũng hiểu biết hơn tôi nhiều rồi. Mấy cái bồn với mấy tháp là tượng trưng của bên Hồi giáo ha. Dạ. Còn bên cái này là cái thánh địa này cũng như là người ta có một cái ý nghĩa, có mục đích của người ta. Ví dụ người thân của mình đã mất đi rồi, trước khi mình bước vô thánh đường mà đi cầu nguyện cho mình là mình đã đọc kinh gửi đến những người đã khuất. Dạ. Cầu Allah là thượng đế thôi. Tha tội lỗi cho họ. Dạ. Để giết nấm mồ họ được yên. Ồ, nó ý nghĩa thật sự. Người thân của mình. Dạ. Sau đó là đến người những hàng xóm của mình và đồng đạo. Dạ. Cái này như là mình để cái bia thôi chứ đâu có mộ cho ông nè. Có. Mộ. Mấy bạn. Đây là thánh địa nè. Cái từ cổng ngoài, cái đường chính cổng ngoài bước vô á, tại mình hôm nay mình đi ngược về, mình đi từ cái đường nhỏ bên kia qua nên mình chưa có quay ở phía trước. Nhưng mà khi bước vào cái thánh địa này là mấy bạn, trước khi mà bạn vô mình cầu nguyện cho gia đình anh em của mình đã khuất rồi đó. Đây là mặt trước, còn đây là mặt hậu. Dạ. Vậy để hắn coi thông qua thông thả nha. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Có có mấy anh em ở Sài Gòn vô tham quan đấy. Đây mấy bạn, hiện tại mà là hai anh em mình đang ở thánh đường nha mấy bạn. Đó, khi mình cảm giác bước vào đây á, thật sự là nó rất là sạch sẽ và nó trang nghiêm. Cái thứ hai á là mình cảm nhận được cái luồng gió mát ở trong cái thánh đường này. Đây, mình quay ở phía trên cho mấy bạn xem nha. Đó, có những cái quạt gió dài. Đó, rồi hoa văn á, thì được, nó như một cái nắp gì đó đậy lên, thì ở ngoài nó vòng tròn, ở trong nó như những cái cánh của hoa sen hay gì đó. Mình nghĩ là vậy, hay là bó cúc gì đó. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Rất là rộng như mấy bạn. Rất là rộng luôn. Bây giờ mình đang tiến vào sâu bên trong một chút xíu để xem coi là sẽ có cái gì nha. Các bạn ở đây là có sách nha, có rất là nhiều loại sách. Mà cái này tiếng Chăm mình nhìn thì cũng không hiểu gì lắm, nhưng mà mình nghĩ chắc là cũng kinh sách thôi. Mình nghĩ đây là những cái ảnh mà bức ảnh này là bức ảnh mà đã cũ rồi nè các bạn, đã chụp cái chính điện này rồi nè. Bên đây có một tấm nữa các bạn. Mình đi sâu hơn vào một chút. Đây mấy bạn, mình quay một vòng cho mấy bạn xem nha. Thật sự mình bước vô đây mình cảm thấy nó rất là trang nghiêm và sạch sẽ luôn mấy bạn. Nó rất là mát luôn á. Đây, cái này là vòm trên nè. Cái vòm ở trên nó có vòm tròn nè mấy bạn. Đó, sách, lại sách. Này là kinh sách thôi mấy bạn. Có những cuốn mà mình cảm thấy đó, có những cuốn đã cũ rồi ha, thì cũng lâu rồi đó. Cái này là của mấy thầy đó, có cuốn màu đỏ luôn nè. Cái sách rất là đặc biệt ha. Đây là biểu tượng gì đó mình, nếu bạn nào mà biết á, biết những cái biểu tượng, những cái chữ này là ý nghĩa gì, cái lại biểu tượng này là gì, thì mấy bạn có thể comment bên dưới để mà chia sẻ kiến thức thêm cho những anh em mà xem clip này nha. Rồi bây giờ cái khu bên đây nè mấy bạn, cái khu bên đây á là cái khu này á là nằm ở, nếu mình đi từ phải từ ngoài vào trong á thì nó nằm ở bên phải của thánh đường ha. Bây giờ mình chỉ đi phớt qua để mình quay xem là anh chị em mà người Hồi giáo hoặc là người Chăm á là họ sẽ học như thế nào ha. Đây, mấy bạn đang học. Mấy phim cái. Đây là mọi người đang học rồi các bạn. Rồi. Thôi mình chỉ quay sơ thôi. Đó, mọi người đang học, đây là phần riêng tư ha mấy bạn. Phần riêng tư nên mình sẽ không quay nhiều. Nhưng mà đây là những anh em người Hồi á, họ vẫn được học hành rất là kỹ càng nha các bạn. Được học tiếng, học về sách, về kinh sách nữa, mình nghe nói như vậy. Rồi ở bên kia là khu nấu ăn và khu nghỉ ngơi, là cái khu đó, bên đó là bộ phận riêng tư nên mình sẽ không quay. Thì á, về cái khu thánh điện này là đến đây là hết thôi các bạn. Thì trước mắt nó chỉ có nhiều đó thôi. Ở dưới đó là sân banh, có thể là cho anh em để mà tập thể dục buổi chiều. Rồi bên đó là có một cái hồ cá nhỏ nhỏ thôi. Đây bây giờ mình quay hồ cá cho mấy bạn nữa, để quay cái này cho mấy bạn xem. Thánh đường nè. Cái này là hình như á, mỗi một cái gì đó xây năm nào thì người ta đều ghi năm vô. Như cái này là năm 2002 nè. Cái kia á, cái kia là bao nhiêu không biết. Cái này hình như bữa nay cũng có năm. Đây, cái trên này là 1967 nữa các bạn. 1967 là xây cái chỗ học cho mấy anh em người Hồi ha. Còn cái này là hồ cá. Hồ cá này xây 2002 thì Thấy mấy con cá hả? Nhỏ xíu à? Một vài con cá thôi. Cái này làm gì đó? Chắc ngồi tắm cho cá thì cũng chả biết. Có mấy cái ca cục cột này các bạn. Cái này làm gì? Không biết luôn. Rồi, bây giờ cái clip của mình về thánh đường của người Chăm đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là mấy bạn sẽ thích cái clip này của mình nha. Chắc là tới giờ cơm mình nghe cái tiếng chuông. Chắc là tới giờ cơm rồi đó mấy bạn. Rồi, hẹn mấy bạn trong cái clip sau nhé. Bye bye.